Nghệ thuật không có giới hạn, chỉ có những cánh cửa mở đến sự tưởng tượng và sáng tạo. Nghệ thuật từ lâu đã được coi là một trong những biểu hiện sâu sắc nhất của tâm hồn con người. Khác với khoa học hay toán học, nghệ thuật không bị ràng buộc bởi những quy tắc cứng nhắc hay lý thuyết cụ thể. Thay vào đó, nghệ thuật mở ra một không gian vô tận, nơi mà trí tưởng tượng và sự sáng tạo có thể thăng hoa, không bị hạn chế bởi bất cứ giới hạn nào. Dù là trong những bức tranh của Leonardo da Vinci, những giai điệu của Beethoven hay những dần thơ của Nguyễn Du, nghệ thuật đều thể hiện một chiều sâu và sự tự do mà khó có thể tìm thấy ở bất kỳ lĩnh vực nào khác. Chính điều này đã tạo nên một sức hấp dẫn mãnh liệt của nghệ thuật đối với con người và cũng là lý do tại sao nghệ thuật vẫn luôn tồn tại và phát triển qua hàng ngàn năm lịch sử. Nhìn vào thế giới hiện đại, khi công nghệ và khoa học phát triển vượt bậc, nghệ thuật vẫn giữ vững vị trí của mình như một ngọn đuốc sáng, chiếu sáng cho những tâm hồn đang tìm kiếm ý nghĩa và giá trị trong cuộc sống. Nghệ thuật không chỉ là sự thể hiện cá nhân, mà còn là cách mà con người kết nối với nhau, vượt qua những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và không gian. Trong bối cảnh đó, chúng ta có thể nhận thấy rằng nghệ thuật thực sự không có giới hạn, nó chỉ có những cánh cửa mở đến sự tưởng tượng và sáng tạo, đưa con người đến những chân trời mới, nơi mà mỗi cá nhân đều có thể tự do thể hiện và khám phá bản thân. Nghệ thuật từ trước đến nay luôn là phương tiện thể hiện sâu sắc nhất những cảm xúc, suy nghĩ và ước mơ của con người. Khác với những lĩnh vực khác, nghệ thuật không bị gò bó bởi những quy tắc cụ thể hay khuôn mẫu cứng nhắc. Nó mang trong mình sự tự do mà không phải bất kỳ hình thức biểu đạt nào cũng có thể sánh được. Trong lịch sử, không ít nghệ sĩ đã chứng minh rằng nghệ thuật không bị ràng buộc bởi bất kỳ giới hạn nào. Ví dụ điển hình là Vincent van Gogh, một họa sĩ người Hà Lan với phong cách hội họa độc đáo. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống cá nhân và sự nghiệp, ông vẫn kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật mà mình tin tưởng. Những tác phẩm như Đêm đầy sao, The Starry Night của van Gogh đã thể hiện sự tự do tuyệt đối trong sáng tạo, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ quy tắc hay khuôn mẫu nào. Bức tranh này, với những đường nét xoắn ốc và màu sắc rực rỡ, đã đưa người xem vào một thế giới mộng mơ, nơi mà trí tưởng tượng có thể bay bổng mà không bị cản trở. Nghệ thuật không chỉ giới hạn trong một không gian hay thời gian cụ thể. Những tác phẩm nghệ thuật có thể mang lại cảm xúc và ý nghĩa cho người xem ở bất kỳ thời đại và bất kỳ nơi đâu. Một ví dụ rõ ràng là các tác phẩm điêu khắc của Michelangelo Buonarroti, như bức tượng David. Tượng David không chỉ là một biểu tượng của thời kỳ phục hưng Ý mà còn là một tác phẩm nghệ thuật vĩnh cửu, vượt qua mọi ranh giới về thời gian và không gian. Ngày nay, hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới dẫn đến Florence để chiêm ngưỡng tượng David, cảm nhận sức mạnh và vẻ đẹp của nó, dù đã hơn 500 năm trôi qua kể từ khi tác phẩm này được hoàn thành. Nghệ thuật không chỉ bao gồm những hình thức truyền thống như hội họa, điêu khắc hay âm nhạc, mà còn mở rộng đến những lĩnh vực khác như nhiếp ảnh, điện ảnh và thậm chí là nghệ thuật kỹ thuật số. Mỗi hình thức nghệ thuật đều mang trong mình sự độc đáo và sáng tạo riêng biệt. Ví dụ, nghệ thuật nhiếp ảnh của Ansel Adam với những bức ảnh đen trắng về phong cảnh thiên nhiên nước Mỹ đã thể hiện một sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật nhiếp ảnh và khả năng quan sát tinh tế. Những tác phẩm này không chỉ là những bức ảnh đơn thuần, mà còn là những tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao, thể hiện rõ ràng sự tự do và đa dạng trong nghệ thuật. Nghệ thuật không chỉ là sản phẩm của một nền văn hóa cụ thể, mà là sự giao thoa, kết hợp của nhiều nền văn hóa khác nhau. Chẳng hạn, nghệ thuật hội họa Trung Quốc với những bức tranh thủy mặc đã mang đến một cái nhìn rất khác về thế giới tự nhiên, với sự kết hợp hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Ngược lại, nghệ thuật phương Tây lại chú trọng đến sự biểu hiện chi tiết và thực tế của con người và sự vật. Sự phong phú và đa dạng của nghệ thuật qua các nền văn hóa đã góp phần làm giàu thêm cho kho tàng nghệ thuật nhân loại, mở ra những cánh cửa mới cho sự sáng tạo và khám phá. Nghệ thuật không chỉ là sự thể hiện cá nhân của nghệ sĩ mà còn là một cuộc đối thoại giữa nghệ sĩ và người thưởng thức. Qua nghệ thuật, người nghệ sĩ có thể truyền tải những thông điệp sâu sắc, gợi mở những suy nghĩ và cảm xúc trong tâm hồn người xem. Chẳng hạn, những bức tranh của Pablo Picasso với phong cách lập thể đặc trưng không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật mà còn là những thách thức đối với quan niệm truyền thống về hình thức và màu sắc. Khi nhìn vào những tác phẩm này, người xem không chỉ đơn thuần là ngắm nhìn, mà còn phải suy nghĩ, cảm nhận và tương tác với chúng, từ đó mở ra những chiều kích mới của sự hiểu biết và cảm nhận. Tưởng tượng và sáng tạo là hai yếu tố không thể thiếu trong nghệ thuật.
Nếu thiếu đi tưởng tượng, nghệ thuật sẽ trở nên cứng nhắc và khuôn mẫu. Nếu thiếu đi sáng tạo, nghệ thuật sẽ mất đi sức sống và sự độc đáo. Tưởng tượng là điểm khởi đầu của mọi ý tưởng nghệ thuật. Một trong những ví dụ tiêu biểu là Salvador Dali, một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất của trường phái siêu thực. Dali đã sử dụng tưởng tượng để tạo ra những tác phẩm với hình ảnh kỳ quái và phi thực tế, như bức sự dai dẳng của ký ức, The Persistence of Memory. Những chiếc đồng hồ chảy nhão trong bức tranh này là biểu tượng cho sự biến dạng của thời gian, một ý tưởng mà chỉ có thể xuất phát từ trí tưởng tượng phong phú của Dali. Qua tác phẩm này, Dali đã chứng minh rằng tưởng tượng là nguồn cảm hứng vô tận, giúp nghệ sĩ vượt qua giới hạn của hiện thực để tạo ra những tác phẩm độc đáo. Sáng tạo không phải là một quá trình tĩnh lặng, mà là một hành trình không ngừng nghỉ. Nghệ sĩ luôn phải tìm kiếm, khám phá và thử nghiệm để tạo ra những điều mới mẻ. Ví dụ, trong lĩnh vực âm nhạc, Ludwig van Beethoven được coi là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông không chỉ sáng tác những bản nhạc mang tính đột phá mà còn không ngừng tìm kiếm những cách biểu đạt mới trong âm nhạc. Bản giao hưởng số 9 của Beethoven, với sự kết hợp giữa dàn nhạc và giọng hát, đã tạo nên một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử âm nhạc, mở ra những khả năng mới cho sự sáng tạo trong âm nhạc. Trong nghệ thuật, tưởng tượng và hiện thực không phải là hai thái cực đối lập mà thường xuyên kết hợp với nhau để tạo ra những tác phẩm đầy sức sống. Một ví dụ điển hình là tác phẩm Thế giới mới, Brave New World của Aldous Huxley. Đây là một tiểu thuyết mang tính tưởng tượng cao, nhưng đồng thời cũng là một phản ánh sâu sắc về thực tại xã hội. Huxley đã sử dụng tưởng tượng để vẽ nên một thế giới tương lai, nơi con người bị kiểm soát bởi công nghệ và quyền lực, từ đó đưa ra những cảnh báo về tương lai của nhân loại. Sự kết hợp này không trong tác phẩm của Huxley không chỉ tạo nên một câu chuyện hấp dẫn mà còn mở ra những góc nhìn mới về xã hội và con người. Thông qua tưởng tượng, Huxley đã đưa ra những nhận định sắc bén về sự lạm dụng công nghệ và quyền lực, đồng thời khơi dậy trong người đọc sự suy ngẫm về giá trị nhân văn. Từ đó, ta thấy rằng nghệ thuật không chỉ là một phương tiện để tái hiện hiện thực, mà còn là công cụ mạnh mẽ để tưởng tượng và dự đoán tương lai, qua đó giúp con người hiểu rõ hơn về chính mình và thế giới xung quanh. Trong thời đại kỹ thuật số, công nghệ đã trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình sáng tạo nghệ thuật, mở ra những khả năng mới cho nghệ sĩ. Ví dụ, công nghệ thực tế ảo, VR và thực tế tăng cường đã thay đổi cách chúng ta trải nghiệm nghệ thuật. Nghệ sĩ có thể tạo ra những không gian ảo, nơi người xem có thể tương tác trực tiếp với tác phẩm theo cách hoàn toàn mới lạ. Một minh chứng nổi bật là tác phẩm Tri của nghệ sĩ Milica Jett và Winslow Porter. Tri là một trải nghiệm thực tế ảo cho phép người tham gia trở thành một cái cây, trải qua các giai đoạn sinh trưởng và cuối cùng là bị chặt đốn. Tác phẩm này không chỉ là một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo mà còn là một lời cảnh tỉnh về vấn đề môi trường, cho thấy tiềm năng vô hạn của nghệ thuật khi kết hợp với công nghệ. Nghệ thuật luôn mở rộng và vượt qua mọi giới hạn về không gian, văn hóa và ngôn ngữ. Trong một thế giới ngày càng kết nối, nghệ thuật trở thành một ngôn ngữ chung, giúp con người từ các nền văn hóa khác nhau hiểu và chia sẻ những ý tưởng sáng tạo. Ví dụ, nghệ thuật đường phố, street art, đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, với những tác phẩm của các nghệ sĩ như Banksy được công nhận và yêu thích trên khắp thế giới. Banksy, với phong cách châm biếm và thông điệp xã hội sâu sắc, đã chứng minh rằng nghệ thuật không cần phải được trưng bày trong những bảo tàng danh giá mới có thể có ảnh hưởng mạnh mẽ. Thay vào đó, nghệ thuật có thể hiện diện ở bất cứ đâu, từ các con phố đông đúc đến những góc khuất của thành phố, và vẫn mang đến những thông điệp đầy sức nặng và ý nghĩa. Nghệ thuật không chỉ là sự thể hiện của cá nhân mà còn là cầu nối giữa các tâm hồn, mở ra những cánh cửa dẫn đến sự hiểu biết và cảm thông sâu sắc giữa con người với nhau. Nghệ thuật có khả năng kết nối con người lại với nhau, bất kể ngôn ngữ, văn hóa hay địa lý. Ví dụ, một bản nhạc không lời của Yiruma như River Flows in You có thể chạm đến trái tim của hàng triệu người trên khắp thế giới, dù họ không cùng chia sẻ ngôn ngữ hay văn hóa. Âm nhạc của Yiruma với giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng đã trở thành một phương tiện kết nối mạnh mẽ, mang lại cảm giác bình yên và sự đồng cảm cho người nghe từ nhiều quốc gia khác nhau. Điều này cho thấy nghệ thuật có sức mạnh kỳ diệu trong việc kết nối và xóa nhòa khoảng cách giữa con người, giúp họ tìm thấy sự đồng cảm và hiểu biết lẫn nhau. Nghệ thuật có thể làm sâu sắc thêm sự đồng cảm giữa con người bằng cách đưa người xem vào vị trí của người khác, giúp họ trải nghiệm và hiểu những cảm xúc và tình huống mà họ chưa từng trải qua. Ví dụ,
Bộ phim Schindler's List của đạo diễn Steven Spielberg đã tái hiện lại những nỗi đau và bi kịch trong cuộc diệt chủng Holocaust. Bộ phim này không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc mà còn là một lời nhắc nhở đầy cảm xúc về lịch sử, thúc đẩy sự đồng cảm và nhận thức về những nỗi đau của những người đã phải chịu đựng trong giai đoạn tàn bạo đó. Thông qua nghệ thuật, người xem không chỉ tiếp cận được với câu chuyện mà còn cảm nhận được nỗi đau và sự bất công, từ đó phát triển sự đồng cảm sâu sắc hơn với những người khác. Nghệ thuật không chỉ là sự giải trí mà còn là một công cụ giáo dục mạnh mẽ. Chẳng hạn, những bức tranh của Frida Kahlo không chỉ đơn thuần là tác phẩm nghệ thuật mà còn là những bài học sâu sắc về cuộc sống, đau khổ và sự tự khẳng định. Qua những bức chân dung tự họa, Kahlo đã truyền tải những thông điệp về nỗi đau thể xác, tinh thần và sự đấu tranh của phụ nữ trong một xã hội đầy bất công. Nghệ thuật của Kahlo đã vượt ra ngoài ranh giới của hội họa, trở thành một bài học giá trị về sự kiên cường và sức mạnh tinh thần, đồng thời thúc đẩy nhận thức về các vấn đề xã hội. Nghệ thuật có khả năng phản ánh và thúc đẩy sự thay đổi trong xã hội. Ví dụ, các tác phẩm của Ai Weiwei, một nghệ sĩ và nhà hoạt động Trung Quốc, không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật mà còn là những tuyên ngôn chính trị mạnh mẽ. Các tác phẩm của ông, như Remembering, một tác phẩm nghệ thuật công cộng được tạo ra từ 9.000 chiếc ba lô để tưởng nhớ các học sinh thiệt mạng trong trận động đất ở Tứ Xuyên, đã gợi lên những suy nghĩ sâu sắc về sự thiếu trách nhiệm của chính phủ Trung Quốc. Ai Weiwei đã sử dụng nghệ thuật như một phương tiện để thúc đẩy thay đổi xã hội, đưa ra những câu hỏi về quyền lực, tự do và trách nhiệm. Trong thời đại ngày nay, nghệ thuật không còn bị giới hạn trong các bảo tàng hay phòng trưng bày cao cấp mà đã trở nên phổ biến hơn, mở rộng đến mọi tầng lớp xã hội. Một ví dụ tiêu biểu là phong trào Art for All, nghệ thuật cho mọi người, được thúc đẩy bởi các nghệ sĩ và cộng đồng trên toàn thế giới. Các dự án nghệ thuật cộng đồng như bức tranh tường The Great Wall of Los Angeles do Judith Bắc Á khởi xướng đã mang nghệ thuật đến với những khu vực ít được chú ý, giúp người dân có cơ hội tiếp cận và tham gia vào các hoạt động nghệ thuật. Những dự án như vậy không chỉ làm đẹp thêm cho cộng đồng mà còn khuyến khích sự tham gia và kết nối giữa các thành viên trong xã hội, tạo ra một môi trường văn hóa đa dạng và phong phú hơn. Nghệ thuật thường là một phản ánh trung thực về hiện thực cuộc sống, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh và những điều xảy ra trong xã hội. Chẳng hạn, tác phẩm Guernica của Pablo Picasso là một minh chứng nổi bật về việc nghệ thuật có thể phản ánh và lên án những bất công trong xã hội. Bức tranh này được vẽ để phản ánh sự tàn phá của thành phố Guernica trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha, không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại mà còn là một tài liệu lịch sử quan trọng. Picasso đã sử dụng hình ảnh đen trắng với các hình khối bị bóp méo và các biểu cảm đau đớn để diễn tả sự tàn phá và nỗi đau của chiến tranh. Bức tranh không chỉ khiến người xem cảm nhận được sự khốc liệt của cuộc chiến mà còn gợi lên một thông điệp mạnh mẽ về sự phản đối bạo lực và chiến tranh. Qua đó, Guernica không chỉ là sự phản ánh cuộc sống mà còn là một công cụ mạnh mẽ để kêu gọi sự thay đổi xã hội. Nghệ thuật cho phép mỗi cá nhân thể hiện bản sắc và cá tính riêng của mình, tạo nên những dấu ấn độc đáo trong các tác phẩm. Một ví dụ điển hình là phong cách hội họa của Frida Kahlo. Kahlo, với các bức chân dung tự họa của mình, đã sử dụng nghệ thuật như một phương tiện để thể hiện những trải nghiệm cá nhân và cảm xúc sâu sắc. Những bức tranh của cô không chỉ đơn thuần là hình ảnh mà còn là sự khám phá và thể hiện sâu sắc về nỗi đau thể xác, tâm lý và sự đấu tranh của bản thân. Bằng cách kết hợp các yếu tố văn hóa truyền thống của Mexico và các hình ảnh biểu tượng, Kahlo đã tạo ra những tác phẩm vừa cá nhân hóa trải nghiệm của cô, vừa phản ánh sâu sắc các vấn đề xã hội. Điều này cho thấy nghệ thuật có thể trở thành một phương tiện mạnh mẽ để cá nhân hóa và truyền đạt những trải nghiệm sống động và sâu sắc. Nghệ thuật không chỉ là một phần của đời sống cá nhân mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của một cộng đồng. Ví dụ, nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản như kimono và gốm Satsuma không chỉ là những sản phẩm văn hóa mang tính lịch sử mà còn là biểu tượng của văn hóa và phong tục tập quán. Kimono, với các họa tiết và màu sắc đặc trưng, không chỉ phản ánh sự tinh tế trong thiết kế mà còn mang theo các giá trị văn hóa truyền thống của Nhật Bản. Tương tự, gốm Satsuma với kỹ thuật chế tác tinh xảo đã trở thành một phần quan trọng trong di sản văn hóa của Nhật Bản. Những nghệ nhân làm kimono và gốm Satsuma không chỉ gìn giữ kỹ thuật truyền thống mà còn truyền tải những câu chuyện văn hóa và giá trị lịch sử qua sản phẩm của họ. Nghệ thuật như vậy giúp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, đồng thời kết nối các thế hệ và cộng đồng qua những giá trị chung.
nghệ thuật cung cấp cho mỗi cá nhân cơ hội để thể hiện bản thân và khám phá thế giới nội tâm của mình. Các nghệ sĩ, từ các nhà thơ như René Maria Rilke đến các nhạc sĩ như Leonard Cohen, đã sử dụng nghệ thuật để truyền tải những cảm xúc và suy nghĩ sâu sắc. René Maria Rilke, với các bài thơ của mình, đã khám phá những chủ đề như cái chết, tình yêu và sự tồn tại, tạo ra những tác phẩm không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn giúp người đọc hiểu sâu hơn về cuộc sống và bản thân. Các bài thơ của Rilke như Letters to a Young Poet không chỉ là những tác phẩm văn học mà còn là những suy tư sâu sắc về cuộc sống, giúp người đọc khám phá và phản ánh thế giới nội tâm của chính mình. Tương tự, Leonard Cohen với các bài hát như Hallelujah đã kết hợp giữa âm nhạc và lời ca để thể hiện những cảm xúc tinh tế và những câu chuyện sâu sắc về tình yêu, đức tin và sự tồn tại. Nghệ thuật, qua đó, trở thành một phương tiện mạnh mẽ để cá nhân hóa và truyền tải những trải nghiệm và cảm xúc riêng tư. Nghệ thuật có khả năng phản ánh sự thay đổi trong xã hội và thậm chí thúc đẩy sự biến đổi xã hội. Một ví dụ đáng chú ý là phong trào nghệ thuật pop art do Andy Warhol dẫn đầu đã thay đổi cách nhìn nhận về nghệ thuật và văn hóa đại chúng. Warhol đã sử dụng hình ảnh từ văn hóa tiêu dùng và quảng cáo như các chai súp Campbell và hình ảnh Marilyn Monroe để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật phản ánh sự tiêu thụ và ảnh hưởng của văn hóa đại chúng trong xã hội hiện đại. Các tác phẩm của Warhol không chỉ làm mới hình thức nghệ thuật mà còn mở ra các cuộc thảo luận về giá trị và bản chất của nghệ thuật. Warhol đã chứng minh rằng nghệ thuật có thể phản ánh và đồng thời định hình sự thay đổi trong xã hội. Từ việc châm biếm và phê phán văn hóa tiêu dùng đến việc đặt ra những câu hỏi về giá trị nghệ thuật trong thời đại mới. Nghệ thuật không chỉ là sự thể hiện của sự sáng tạo mà còn là một phần quan trọng của cuộc sống, mở ra những cánh cửa đến sự tưởng tượng và khám phá những khía cạnh sâu sắc của thế giới và con người. Nghệ thuật phản ánh cuộc sống qua những tác phẩm mang tính lịch sử, văn hóa và cá nhân, đồng thời tạo ra những dấu ấn độc đáo về bản sắc và trải nghiệm của từng cá nhân. Từ những bức tranh đau thương của Picasso đến những giai điệu tinh tế của Rilke và Cohen, nghệ thuật không chỉ giúp chúng ta hiểu hơn về chính mình mà còn kết nối chúng ta với những phần sâu kín nhất của tâm hồn. Nghệ thuật còn là cầu nối giữa các nền văn hóa và thời đại, tạo ra một ngôn ngữ chung giúp chúng ta chia sẻ và hiểu biết lẫn nhau. Nó không ngừng phát triển và mở rộng, không bị giới hạn bởi không gian, văn hóa hay thời gian. Trong thế giới ngày càng kết nối và đa dạng, nghệ thuật vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc phản ánh, cá nhân hóa và thúc đẩy sự thay đổi xã hội. Với khả năng tưởng tượng vô hạn và sức mạnh kết nối, nghệ thuật mở ra những cánh cửa mới và đưa chúng ta đến những chân trời chưa từng biết đến, làm phong phú thêm trải nghiệm và sự hiểu biết của con người.